Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo phát triển du lịch. Huyện Cam Lộ tích cực cải cách thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phát triển du lịch về tình hình hoạt động du lịch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch chủ trì buổi làm việc. Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ như tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, hoàn thiện đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai công tác quản lý các cơ sở lưu trú du lịch, hướng dẫn viên, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Chỉ đạo hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện cho mùa du lịch biển. Các dịp kỷ niệm lớn như kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, công tác hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch được đẩy mạnh, tập trung hợp tác liên kết phát triển du lịch với các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và các tỉnh thành phố Bắc miền Trung. Hoạt động du lịch có nhiều bước khởi sắc, tổng khách du lịch năm 2017 tăng 45% so với năm 2016. Năm 2018, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động 83 của Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 103 của Chính phủ về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Tại hội nghị, ý kiến của các địa phương, ban ngành, các đơn vị kinh doanh lĩnh vực du lịch đã đề cập đến một số khó khăn, hạn chế, cũng như đề xuất để đưa hoạt động du lịch tỉnh có bước phát triển trong thời gian tới, như nên quy hoạch các điểm du lịch, tập trung khai thác du lịch biển đảo, phát triển các sản phẩm du lịch khác như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông thôn. Đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần tập trung thực hiện các chương trình, các đề án, sản phẩm du lịch mang tính đột phá, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, thực hiện xã hội hóa du lịch, đồng thời tăng cường sự liên doanh, liên kết giữa các nhà doanh nghiệp, du lịch, chủ trong công tác đào tạo cán bộ, lao động ngành du lịch. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính đánh giá cao nỗ lực của Ban chỉ đạo phát triển du lịch đã bám sát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để khôi phục hoạt động du lịch Quảng Trị trong năm 2017. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng chí đề nghị cần tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các ban ngành cần phối hợp với các địa phương đề xuất tổ chức các sự kiện trong năm 2018 như kỷ niệm 50 năm chiến thắng khai sanh, giải phóng Hướng Hóa, 45 năm kỷ hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, tổ chức Ngày Hòa Bình. Vượt qua năm 2018, thì tỉnh phải xác định là tăng trưởng kinh tế sẽ trên 7%. Như vậy là tốc độ tăng trưởng của du lịch phải, buộc phải cao hơn năm nay. Vì vậy là năm 2018, chúng ta phải hành động quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, đạt cái tốc độ cao hơn, có nhiều sáng kiến hơn nữa để chúng ta có thể có được những sản phẩm du lịch mới, thu hút được lên lượng khách cao hơn, thì có như vậy thì chúng ta mới có thể phấn đấu để thực hiện được các cái chỉ tiêu và nghị quyết của Bộ Chính trị, rồi nghị quyết của Tỉnh ủy, trước tiên hành động của Chính phủ đề ra, cũng như cái nghị quyết về quy hoạch phát triển du lịch mà rồi đây Hội đồng nhân tỉnh sẽ thông qua mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch, các nhà đầu tư cùng chung tay với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quảng bá du lịch, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp để góp phần phát triển du lịch, đưa Quảng Trị trở thành địa điểm hấp dẫn trên bản đồ du lịch miền Trung. Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn.
Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở tài chính, kế hoạch và đầu tư. Năm 2017, huyện Cam Lộ được bố trí tổng nguồn vốn gần 80 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ trên 23 tỷ đồng, còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ. Đến nay, các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành và tỷ lệ giải ngân vốn đạt cao, nhưng nguồn vốn trung ương đã giải ngân với tỷ lệ trên 93%. Về tình hình xử lý nợ đồng, xây dựng cơ bản, hầu hết các công trình nợ đồng đều phát sinh trước thời điểm 31 tháng 12 năm 2014 và đến nay đã giải quyết cơ bản về nợ đồng. Từ nay đến cuối năm 2017, Cam Lộ sẽ đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn phân bổ cho các công trình, huy động các nguồn lực và các nguồn đóng góp của nhân dân để đối ứng xây dựng các công trình dự án theo đúng tỷ lệ quy định. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bố trí vốn kế hoạch năm 2018 để huyện triển khai hoàn thành các công trình xây dựng đang dở dang, hỗ trợ kinh phí khắc phục hư hại sạt lở bờ sông Hiếu do thiên tai đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lộ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân, đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính đánh giá cao việc triển khai, thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Cam Lộ. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tập trung ưu tiên xây dựng các công trình mới trong năm 2018. Đối với các công trình chưa quyết toán, huyện ưu tiên bố trí vốn để đảm bảo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các vấn đề còn tồn đọng các công trình chưa hoàn thành, huyện tiếp tục bố trí vốn giải quyết dứt điểm nhằm hoàn thành các tiêu chí để phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Ban tuyên giáo tỉnh ủy sáng nay đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hồ Đại Nam, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt các chuyên đề, những thành tựu đạt được của tỉnh nhà trên các lĩnh vực qua 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2017, những kết quả nổi bật của tuần lễ cấp cao APEC 2017, kết quả đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự báo tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian tới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Đại Nam, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị ngoài những định hướng tuyên truyền đã đề ra thời gian tới, lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền của tỉnh, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các báo cáo viên tiếp thu đầy đủ những thông tin tại hội nghị và xây dựng chương trình cho năm 2018 nhằm đưa ra những giải pháp và biện pháp tuyên truyền cụ thể, góp phần giữ vững, ổn định, an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, đề nghị các báo cáo viên chú ý các nội dung tuyên truyền như kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968 gắn với tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018. Những thành tựu đạt được của Quảng Trị trên các lĩnh vực qua 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2017. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, trong đó tiếp tục tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2017, năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2017 và một số vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 23 tháng 11, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển di sản văn hóa Việt Nam trong toàn dân. Trở lại với ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo phát triển du lịch ở phần đầu chương trình. Giữ gìn và phát huy giá trị di sản là các di tích lịch sử ở tỉnh Quảng Trị để thúc đẩy phát triển du lịch là vấn đề rất cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực miền Trung dày đặc di sản thế giới và các khu điểm du lịch quan trọng. Tuy nhiên, so với các tỉnh trong khu vực, Quảng Trị là một tỉnh có vị trí chiến lược, tính chất đa dạng và đặc sắc của tài nguyên du lịch Quảng Trị. Trong đó, nhóm tài nguyên du lịch nổi trội nhất, độc đáo và đặc trưng nhất của Quảng Trị được tạo nên bởi di sản đồ sộ với 518 di tích lịch sử cách mạng đặc biệt trong cuộc kháng chiến cứu nước. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất và là lợi thế lớn của Quảng Trị với các địa phương khác trong vùng và với cả nước. Được biết đến như một vùng đất có nhiều di tích cách mạng nhất cả nước với những địa danh chứa đựng nhiều giá trị của lịch sử. Bởi vậy, Quảng Trị trở thành một điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Những con số đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt về điều đó. Năm 2005, khách du lịch đến Quảng Trị chỉ có 338.000 lượt. Năm 2015, lượng khách du lịch đến Quảng Trị đạt hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng 4,7 lần so với năm 2005. Tính chung cho cả giai đoạn này, lượng khách du lịch đến Quảng Trị có nhịp tăng trưởng tương đối bền vững với 18,6% một năm.
tổng thu từ khách du lịch của Quảng Trị không ngừng gia tăng và tốc độ tăng trưởng ngày càng cao. Giai đoạn 2005-2015, tăng trưởng bình quân về thu nhập du lịch đạt 20,8% một năm. Thống kê cũng cho thấy, năm 2015, du lịch chiếm tỷ trọng 11,7% tổng giá trị GDP của tỉnh Quảng Trị. Đến năm 2020, dự kiến du lịch của tỉnh Quảng Trị đồng góp khoảng 13,4% tổng giá trị GDP của tỉnh với giá trị 121 triệu đô la Mỹ, và đến năm 2030, con số này sẽ đạt gần 400 triệu đô la. Những con số trên cho thấy tiềm năng và thế mạnh của du lịch nói chung và du lịch các di tích lịch sử cách mạng ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, trong quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị cũng xác định rõ mục tiêu tập trung đầu tư phát triển hướng tới mục tiêu sau năm 2025, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, là động lực phát triển kinh tế xã hội, tương ứng với tiềm năng du lịch to lớn và đa dạng của tỉnh. Phát triển mạnh ngành du lịch và dịch vụ du lịch để góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung. Trong mục tiêu đó, tỉnh Quảng Trị cũng thể hiện quan điểm là huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch, huy động tối đa tiềm năng, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển du lịch lịch sử, cách mạng và liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng. Và như ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phát biểu ở phần đầu chương trình, vấn đề liên kết để phát triển du lịch, để phát huy giá trị các di sản luôn là đòi hỏi không chỉ với tỉnh Quảng Trị, mà các chuyên gia hoặc người làm công tác du lịch trong nước cũng quan tâm. Liên kết với các tỉnh miền Trung thì trước hết chúng ta nói là hơn 10 năm nay chúng ta đã có hình thành và làm rất tốt. Nhưng tại sao là chúng ta chưa tốt hơn? Là vì là chúng ta liên kết chưa chặt chẽ. Chúng ta phải tổ chức liên kết chặt chẽ từ các cái cụm điểm, các cái tuyến du lịch và bắt nguồn từ những cái địa bàn hay là các cái địa danh lịch sử trong kháng chiến, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ. Hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai một cái đề tài nghiên cứu khoa học của cấp bộ, của Quốc hội, tức là nghiên cứu những cái chính sách để phát triển các loại hình du lịch mới, đặc biệt là du lịch hoài niệm Bắc Trung Bộ, để làm sao mà xây dựng sản phẩm, hoàn thiện vấn đề lý luận. Thì cái quan trọng hơn cả là vấn đề là thực tiễn, để mà gắn kết giữa các công ty lữ hành, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách với lại chính quyền địa phương. Đó là những ý kiến rất xác đáng để phát huy giá trị các di sản ở tỉnh Quảng Trị, tạo ra sự khác biệt và nét đặc trưng riêng có của tỉnh Quảng Trị. Hơn nữa, du lịch các di tích lịch sử, cách mạng là loại hình đặc sắc nhất của Quảng Trị. Đây cũng là loại hình du lịch đang có nhu cầu rất cao đối với các thị trường. Vì vậy, phát triển loại hình du lịch này có khả năng liên kết, cạnh tranh với các loại hình du lịch khác trong vùng, góp phần xây dựng ngành du lịch Quảng Trị trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo bước phát triển cao hơn trong giai đoạn mới là yêu cầu cần thiết hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, huyện Cam Lộ luôn xác định công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa là vấn đề then chốt và trọng tâm. Trong đó đã chủ động đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, đã tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu giải quyết công việc. Cũng như nhiều người dân khác ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, ông Nguyễn Vĩ rất phấn khởi khi mỗi lần đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa để làm các thủ tục như chuyển quyền sử dụng đất, chứng nhận vay vốn để làm ăn đều được đội ngũ cán bộ công chức ở đây đón tiếp niềm nở, tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhanh gọn kịp thời. Khi có những vướng mắc, thiếu sót đều được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Không chỉ vậy, đến đây còn được tìm hiểu thêm các chính sách, thủ tục hành chính được niêm yết công khai, rõ ràng. Đến đây thì bây giờ cán bộ ủy ban nhân xã đón tiếp dân rất là vui vẻ. Cái thứ hai nữa là khỏi phải rườm ra về thủ tục. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, xã Cam Tuyền đã tranh thủ sự hỗ trợ của huyện đầu tư xây dựng trụ sở mới khang trang, bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở vị trí thuận lợi, mua sắm thêm máy móc, phương tiện và nâng cấp phần mềm tin học, phục vụ cho công tác quản lý điều hành cũng như xử lý công việc.
đặc biệt đã chọn lựa những cán bộ công chức có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ với từng lĩnh vực, có tinh thần làm việc nhiệt tình và có đạo đức công vụ. Xã đã tập trung tổ chức tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và là từng bước có cái đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và là tạo điều kiện cho cán bộ để tập trung cho công việc được tốt hơn. Hiện nay ở Cam Lộ, từ huyện đến các xã, thị trấn đều có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Ngoài việc thường xuyên cập nhật và công khai các thủ tục hành chính, đội ngũ cán bộ công chức đã thay đổi phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp, giải quyết công việc với trách nhiệm cao, tạo được sự tin tưởng gần gũi của các tổ chức và công dân. Chính nhờ vậy đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế xã hội của địa phương. Các doanh nghiệp sớm hoàn thành các thủ tục về đất đai, đăng ký kinh doanh và ngày càng có nhiều đơn vị triển khai các dự án sản xuất kinh doanh ở các cụm công nghiệp. Nhân dân có điều kiện mở mang cơ sở tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất chăn nuôi, xây dựng nhà ở, nước sạch, vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi cũng sẽ tập trung nâng cao hơn nữa cái chất lượng, đặc biệt là tập trung chỉ đạo để giải quyết rút ngắn cái thời gian giải quyết xử lý hồ sơ. Cái thứ hai nữa là nâng cấp các cái nơi tiếp nhận và trả kết quả. Để làm sao đó, chúng tôi quan niệm rằng là cái chỗ mà để đón tiếp người dân là phải trang trọng, đàng hoàng, thể hiện cái sự trọng thị đối với tổ chức và cá nhân đến khi giải quyết thủ tục hồ sơ. Để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như người dân, năm 2018 và những năm tới, huyện Cam Lộ sẽ tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, rà soát, ban hành các thủ tục hành chính, đồng thời chú trọng công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở bộ phận một cửa, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý, điều hành, trao đổi thông tin hành chính, cũng như đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm thêm máy móc, thiết bị. Tiếp theo là một số tin tức khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Triều Vân, huyện Triều Phong tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình di tích khu tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn 814 K14 tỉnh đồi Quảng Trị. Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có quyết định xếp di tích khu tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn 814, tức K14, tỉnh đồi Quảng Trị vào hàng di tích cấp tỉnh với tổng diện tích đất được cấp 2.053 m², trong đó diện tích xây dựng 1.500 m². Công trình khu tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn 814, tỉnh đồi Quảng Trị có tổng mức đầu tư 624 triệu đồng. Trong đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Triều Phong 100 triệu đồng. Số tiền còn lại do công ty cổ phần Big Group tài trợ. Công trình được khởi công là sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với công lao to lớn của các chiến sĩ tiểu đoàn K14 tỉnh đồi Quảng Trị. Công trình hoàn thành sẽ là nơi thờ phụng ấm cúng các anh hùng liệt sĩ, đồng thời là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Cũng hôm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương đã tổ chức mô hình trình diễn chuỗi chiên chân không của cơ sở sản xuất Trần Thị Hoài Nhung ở Tân Thành, Hưởng Hóa. Từ lâu, cây chuối là nguồn thu nhập chính của người dân xã Tân Long, Tân Thành và một số xã vùng lìa của huyện Hưởng Hóa. Chuối được trồng ở đây chủ yếu phục vụ xuất khẩu và đi các thị trường tiêu thụ Trung Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, khi thị trường xuất khẩu nước ngoài gặp khó khăn, giá chuối giảm sâu, nông dân không khỏi lo lắng. Trước thực trạng đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương đã hỗ trợ nguồn vốn 35 triệu đồng cho cơ sở sản xuất Trần Thị Hoài Nhung, thôn An Tiên, xã Tân Thành, huyện Hưởng Hóa, với mô hình sản xuất chuối chiên chân không. Đây là mô hình đầu tiên hướng đến sản xuất sản phẩm chuối ngoài chuối tươi, góp phần tháo gỡ đầu ra cho nông dân. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.